Xin chào các em. Chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình môn tiếng Anh lớp 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng thực hiện. Hôm nay Cô rất vui sẽ cùng các em học bài 7. Artificial Intelligence, Lesson 4: Communication and Looking Back. Để bài học có thể diễn ra thuận lợi, cô mong muốn các em chuẩn bị sách giáo khoa, vở ghi, bút và cả điện thoại thông minh để có thể chụp lại kiến thức khi cần thiết. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta vào bài học nhé. Bài học hôm nay được chia làm 6 phần. Phần 1: Listening. Phần 2: Reading. Phần 3: Vocabulary. Phần 4: Grammar. Phần 5: Consolidation và phần 6: Assignments. Chúng ta bước vào phần đầu tiên: Listening. Bài listening chính là phần communication trong sách giáo khoa trang 26. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences. Lắng nghe đoạn hội thoại giữa Linh và Nam, lựa chọn đáp án đúng để điền vào các câu sau. Bài nghe gồm 5 câu. Các em hãy đọc qua các câu và gạch chân các keywords. Bây giờ, xin mời các em lắng nghe. Listen to a conversation between Linh and Nam. Circle the correct letters to complete the sentences. Can you recommend an interesting science fiction film about artificial intelligence? Have you seen the film AI? It was rated 9 out of 10. Yes, that was a great film. I saw it last month. Well, how about the Terminator series? It got the same rating. Have you seen any of them? I don't think so, but I've heard about them. What are they about? The Internet evolves into a powerful AI, Skynet and sends its robot warriors after the connor family interesting but why because it realizes that they are a threat to its own survival humans can be a threat to computers well when machines behave like humans people start to worry about their own existence and survival unbelievable so what happens an android called a Terminator is sent back in time from 2029 to 1984 to kill Sarah Connor. Who is she? She's the woman who gives birth to the man who will defeat Skynet and save humans from extinction in the future. Sounds fascinating. So, does the Terminator fulfill his mission? No. Sarah is saved by a man sent back by her future son, John Connor. Well, well. These strange things can only happen in science fiction films. Yeah, Sarah Connor can't be killed until her son is born. Number one, Ling and Nam are talking about a a science project, b science fiction film, c science fiction scientist. Can you recommend an interesting science fiction film about artificial intelligence? Trong phần nghe, các em thấy Linh, yêu cầu Nam giới thiệu về một bộ phim khoa học viễn tưởng nên câu một đáp án chọn B, science fiction film. Number 2, Linh has already seen A, AI, B, The Terminator, C, Skynet. Have you seen the film AI? It was rated 9 out of 10. Yes, that was a great film. I saw it last month. Bạn Nam hỏi bạn Linh đã xem bộ phim AI chưa? và bạn Linh trả lời rằng yes, I saw it last month. Vậy đáp án của câu 2 là A, AI. Number 3, the first film that Nam recommends is rated A 10 out of 20, B 8 out of 9, C 9 out of 10. Have you seen the film AI? It was rated 9 out of 10. Chúng ta thấy rằng bộ phim này được đánh giá 9 trên 10 nên đáp án của câu này chính là C, 9 out of 10. Number four, Skynet evolves from a The Terminator, b The Internet, c Sarah Connor. The Internet evolves into a powerful AI Skynet and sends its robot warriors after the Connor family. Trong phần nghe vừa rồi, các em thấy nam có đề cập đến The Internet evolves into a powerful AI Skynet Nghĩa là Mạng Internet đã phát triển trở thành một trí tuệ nhân tạo hùng mạnh có tên gọi Skynet. Vậy, câu 4 Skynet evolves from nghĩa là phát triển từ cái gì? Đáp án của câu 4 chính là B, the Internet. Trong câu 4, các em để ý giúp cô về công thức của từ evolve. Evolve into something nghĩa là phát triển thành cái gì? Và evolve from something nghĩa là phát triển từ cái gì? Number five. Sarah Connor's saves the world from destruction. A. Future son. B. Best friend. C. AI robot. An android called a Terminator is sent back in time from 2029 to 1984 to kill Sarah Connor. Who is she? She's the woman who gives birth to the man who will defeat Skynet and save humans from extinction in the future. Như vậy, bạn Nam có nhắc đến Sarah Connor chính là người đã give birth to the man, nghĩa là đã sinh ra người đàn ông này. Vậy đáp án của câu 5 chính là A, future son. Trong câu này, các em để ý giúp cô hai cấu trúc. Một là give birth to somebody, nghĩa là sinh ra ai và cụm từ số 2, save somebody from something, nghĩa là cứu hoặc bảo vệ ai đó khỏi cái gì. Như vậy Cô trò chúng ta vừa làm xong phần bài nghe Xin mời các em ghi lại đáp án Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo Reading Phần reading chính là phần culture Nằm ở trang 26 sách giáo khoa Read a text about people's attitudes towards intelligent machines. Choose the correct answer to each question below hãy đọc văn bản dưới đây về thái độ của mọi người đối với những cỗ máy thông minh, lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi. Phần văn bản, các em có thể tìm thấy trong sách giáo khoa. Riêng về phần câu hỏi, cô đã thiết kế trở thành một bài trắc nghiệm có 5 câu để giúp các em có thể rèn luyện được kỹ năng làm bài đọc hiểu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Sau đây, xin mời các em làm bài. <laughs> Number one, what is true about the surveys mentioned in the text? A. They are done in all the countries in the world. B. They encourage people to invent new robots with a focus on household chores. C. They help designers to study people's attitudes towards robots, especially in domestic use. And D. They make it possible for humans to take control over robots. Câu nào đúng về cuộc khảo sát được nhắc đến ở trong văn bản? Từ surveys, các em có thể thấy trong đoạn đầu tiên. Và ngay trong đoạn số 1, chúng ta thấy thông tin: There have been surveys conducted in many countries to study people's attitudes towards robots with a particular focus on domestic use. Nghĩa là đã có những cuộc khảo sát được thực hiện ở nhiều quốc gia nhằm nghiên cứu về thái độ của mọi người đối với robot, đặc biệt là việc sử dụng trong nhà. Vậy câu 1 chọn phương án C. Number 2, according to the text, proponents of robots don't want them to. A, handle the domestic chores, B, talk and share ideas with them, C, look after the children, and D, become their friends. Theo như văn bản những người ủng hộ cho robot không muốn chúng làm gì. Từ proponents có thể tương đương với cụm từ people having positive attitudes có thể tìm thấy ở trong đoạn 2. Và trong đoạn 2, các em nhìn thấy thông tin These people do not want robots to have human appearance or to substitute humans in child or animal care. Nghĩa là những người này không mong muốn robot có hình hài của con người hoặc thay thế con người trong việc chăm sóc con cái hoặc động vật từ thông tin này chúng ta chọn được phương án c look after the children nghĩa là chăm sóc con cái number three according to the text some people are afraid of robots because a they fear that robots could be harmful and dangerous b robots might be beyond humans control c They believe that one day robots will become part of their lives. And D. Robots have human appearance. Theo như văn bản, một số người sợ robot vì cụm từ afraid of có thể tương đương với cụm từ people having negative attitudes tìm thấy ở trong đoạn số 3. Và trong đoạn 3, chúng ta thấy ngay thông tin The biggest fear is that humans might lose control over robots. Nỗi e sợ lớn nhất chính là con người bị mất kiểm soát đối với robot. Vậy thông tin này giúp chúng ta chọn được phương án B, có nghĩa là robot có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Trong câu này, các em chú ý giúp cô hai cụm từ. Cụm từ đầu tiên là lose control over something, nghĩa là mất kiểm soát đối với cái gì, Cụm từ số 2, be beyond one's control, nghĩa là vượt khỏi tầm kiểm soát của ai. Number 4, the word autonomy in paragraph 3 is closest in meaning to A. freedom, B. fame, C. knowledge and D. advantage. Từ autonomy các em tìm thấy ở trong đoạn 3 và đây là một trong những câu hỏi thường rất hay gặp ở trong đề trung học phổ thông quốc gia. Đối với loại câu như thế này các em cần đọc các thông tin xung quanh của từ được gạch chân để đoán nghĩa của từ thông qua văn cảnh. Chúng ta thấy từ autonomy nằm ở trong câu: On these ideas seem to come from a typical science fiction scenario where robots get out of control by gaining too much autonomy. Những ý tưởng này dường như đến từ kịch bản của những bộ phim khoa học viễn tưởng, trong đó robot vượt khỏi tầm kiểm soát và giành được quá nhiều điều gì? khi thoát khỏi sự kiểm soát Vậy thì chỉ có thể giành được quá nhiều sự tự chủ hoặc là sự tự do Dẫn đến câu 4 chọn phương án A, freedom, có nghĩa là sự tự do Number 5, what is the author's tone in this text? A, negative, B, positive, C, skeptical, and D, neutral Chúng ta biết rằng từ negative là tiêu cực positive tích cực, skeptical là hoài nghi và neutral có nghĩa là trung lập. Trong cả văn bản, tác giả chỉ đề cập đến quan điểm của những người tham gia vào cuộc khảo sát mà không đưa ra bất kỳ một quan điểm nào của bản thân mình. Do đó, giọng điệu của tác giả ở trong bài này chính là trung lập và chúng ta chọn phương án D, neutral. Các em vừa làm xong phần bài đọc, xin mời các em ghi lại đáp án. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần vocabulary. Trong phần vocabulary, chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại những từ khóa, những keywords xuất hiện ở trong phần bài 7. Đối với phần này, cô có 3 bài tập dành cho các em và bài tập đầu tiên nằm trong sách giáo khoa trang 27. Complete the sentences using the words from the box. Hoàn thành những câu sau sử dụng những từ đã cho. Có 7 từ. life-threatening malfunction, exterminated, operating, reduce, leading, futurist. Ví dụ, after the power cuts last night, the machine started to. So started to là một động từ nguyên thể. Có nghĩa là sau sự cố mất điện tối qua, cái máy đã bắt đầu trục trặc đúng không các em? Và do đó chúng ta chọn từ malfunction. Sau đây, xin mời các em làm bài tập. Trước khi làm bài các em cần lưu ý một Xác định từ loại và hai là xem xét nghĩa của câu. Bây giờ chúng ta cùng chữa bài nhé. Number one, a lot of think that AI robots will be harmful to humans. Ở đây, từ a lot of cộng với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được. Động từ think không chia nên cần điền một danh từ đếm được số nhiều. Có thể hiểu là có nhiều nghĩ rằng những robot thông minh có thể gây hại đến con người. Vậy chỉ có thể là con người đưa ra suy nghĩ. Chúng ta chọn từ futurist, những nhà tương lai học. Number two. This disease caused a lot of complications during the treatment procedure. The disease là một danh từ nên cần một tính từ để bổ nghĩa cho nó. Vậy một căn bệnh như thế nào có thể gây ra các complications là các biến chứng? Chỉ có thể là những căn bệnh hiểm nghèo. Nên câu 2 chúng ta điền từ life threatening có nghĩa là căn bệnh hiểm nghèo này đã gây ra rất nhiều biến chứng trong quá trình điều trị. Number 3 Do you really think that humans will be when the machines rise against them in the future? Bạn có nghĩ rằng con người sẽ khi các cỗ máy trỗi dậy chống lại họ trong tương lai không? Dựa vào những từ còn lại chưa điền, chúng ta thấy rằng từ hợp lý nhất trong câu này sẽ là exterminated, con người sẽ bị hủy diệt. Number four, it costs a lot of money to upgrade the system and the worker skills in this car plant. The system là danh từ nên cần một tính từ bổ nghĩa cho nó. Phải mất rất nhiều tiền để nâng cấp hệ thống vận hành và nâng cao tay nghề của công nhân trong nhà máy sản xuất xe hơi. Vậy câu 4 điền từ operating, cụm từ operating system, hệ thống vận hành. Number 5, in order to the cost of production, the manufacturers have used Robots for repetitive work. Sau in order to là một động từ nguyên thể không tu. Để giảm chi phí sản xuất, các nhà chế tạo đã sử dụng robot cho những công việc có tính lặp đi lặp lại. Vậy câu 5 điền từ reduce có nghĩa là giảm. Number six, he is one of the AI scientists in the world. Cụm từ AI scientist là một danh từ nên cần một tính từ bổ nghĩa. Ông ấy là một trong những nhà khoa học về trí tuệ nhân tạo hàng đầu trên thế giới, điền từ leading. Như vậy, các em vừa làm xong bài số 1 trong phần vocabulary. Xin mời các em ghi lại đáp án. Chúng ta chuyển sang bài 2 circle the letter to indicate the word closest in meaning to the underlined word in each sentence. Hãy chọn đáp án gần nghĩa nhất với từ được gạch chân trong mỗi câu. Mời các em làm bài. Chúng ta cùng chữa bài nhé. Number one, it was such a complicated task that I couldn't do it myself để hiểu nghĩa của từ complicated, kem dựa vào I couldn't do it myself, tôi không thể tự làm nó. vậy từ complicated có thể được hiểu là khó khăn hoặc phức tạp. phương án A complex phức tạp, B simple đơn giản, C improved được cải thiện, D shortened được rút ngắn. vậy đáp án của câu 1 là A complex. Number two, the tests are designed to detect early signs of the disease. The detect có thể dựa vào nghĩa của cụm từ early signs of the disease, những triệu chứng ban đầu của căn bệnh. Vậy từ detect hiểu là tìm ra hoặc phát hiện ra. Phương án A, categorize, phân loại. B, connect, kết nối. C, recognize, phát hiện hoặc tìm ra. Và D, remind, nhắc nhở. Vậy, Câu 2, chọn phương án C, recognize. Number 3, the computer corporation wanted its workers to eliminate malfunctioning products. Từ malfunctioning dựa vào từ eliminate có nghĩa là loại bỏ. Vậy loại bỏ những sản phẩm như thế nào? Lỗi hoặc không hoàn hảo, đúng không các em? Phương án A, mistaken, nhầm lẫn. B, faulty, có lỗi. C, incorrect và đi untrue không chính xác hoặc không đúng. Vậy đáp án của câu 3 là B faulty. Như vậy các em vừa làm xong bài 2, chúng ta cùng nhau chuyển sang phần bài 3. Circle the letter to indicate the word opposite in meaning to the underlined word in each sentence. Hãy chọn đáp án có nghĩa trái ngược với từ được gạch chân trong mỗi câu. Sau đây xin mời các em làm bài. Sau đây chúng ta cùng nhau chữa bài. Number one, the local hospital has difficulty in dealing with the SARS-CoV-2 pandemic because its medical facilities are primitive and limited. Trong câu này, muốn hiểu nghĩa của từ primitive, chúng ta có thể dựa vào từ difficulty có nghĩa là sự khó khăn và limited có nghĩa là giới hạn hoặc hạn chế. Vậy câu 1 có thể hiểu là bệnh viện địa phương gặp khó khăn trong việc đương đầu với đại dịch SARS-CoV-2 vì các thiết bị y tế của họ vẫn còn hạn chế và từ primitive có thể hiểu là còn sơ khai. Phương án A advanced tiên tiến, phương án B fundamental căn bản, C late muộn và D outdated lạc hậu. Vậy, trái nghĩa với từ primitive chắc chắn là A advanced. Number two, Mary had an artificial heart implanted in an operation last week. Từ implant dựa vào từ artificial có nghĩa là nhân tạo. Một quả tim nhân tạo sẽ được ghép trong một ca phẫu thuật. Vậy từ implant có thể được hiểu là ghép. Phương án A, inserted chèn vào. B, fixed sửa chữa. C, changed thay đổi và đi removed tháo ra vậy trái nghĩa với implanted chính là removed phương án đi number three at the end of the movie the family members were reunited after the civil war ở cuối bộ phim các thành viên trong gia đình đã được sau cuộc nội chiến chúng ta kiểm tra bốn đáp án a separated chia tách b integrated hội nhập c combined, kết hợp và đi distributed, phân phối. Vậy theo các em, từ reunited sẽ trái nghĩa với từ nào? Chúng ta sẽ chọn phương án A, separated, chia tách vì câu bên trên sau cuộc nội chiến, mọi thành viên trong gia đình sẽ đoàn tụ với nhau. Như vậy, cô và các em vừa làm xong phần bài số 3. Sau đây xin mời các em ghi lại đáp án. <laughs> Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, grammar. Trong phần grammar, chúng ta cùng nhắc lại về kiến thức ngữ pháp của phần bài 7. Nội dung chủ yếu về ngữ pháp của bài 7 nói về thể sai khiến là the causative forms. Thể sai khiến được chia làm hai loại: thể chủ động, active, bị động, passive và cả hai thể này đều dùng chủ yếu với hai động từ là have hoặc get. Trong câu chủ động, ta có hai công thức. Công thức 1, have cộng tân ngữ cộng động từ nguyên thể không tu. Công thức 2, get cộng tân ngữ cộng động từ nguyên thể có tu. Đối với thể bị động, cả have và get dùng chung trong một công thức là have hoặc get cộng tân ngữ cộng phân từ hai. Về cách sử dụng, cả câu chủ động và câu bị động đều nhằm diễn tả sắp xếp, thuê hoặc nhờ ai đó làm gì cho mình. Đối với câu bị động thì còn có thêm một cách sử dụng khác nữa là diễn tả một sự việc không may mắn xảy ra với ai. Bài 1. the correct answer A, B, C or D in each sentence. Hãy chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D trong mỗi câu sau. Bài tập số 1 trang 28 trong sách giáo khoa Ví dụ, instead of buying a new computer, why don't you have your old one? A. To fix. B. Fixing. C. Fixed. D. Fixes. Đồng từ fix có nghĩa là sửa chữa. Thay vì mua một chiếc máy tính mới, tại sao bạn không mang chiếc máy cũ của bạn đi sửa? Chiếc máy tính cũ được sửa mang nghĩa bị động, nên chúng ta sử dụng công thức sai khiến ở thể bị động đối với động từ have là have cộng tân ngữ cộng phân từ hai do đó câu này chọn phương án C. Tương tự như vậy, các em hãy dành thời gian để làm bài tập số 1. Chúng ta cùng chữa bài tập. Number 1. The owners of modern manufacturing plants had workers doing heavy and repetitive tasks by robots. A. to replace B. replacing C. replaced D. being replaced. Động từ replace có nghĩa là thay thế. Vậy câu 1 hiểu là chủ của các nhà máy sản xuất hiện đại sử dụng robot để thay thế cho những công nhân những người làm công việc nặng và có tính chất lặp đi lặp lại by là dấu hiệu của câu bị động nên chúng ta sử dụng công thức bị động dành cho thể sai khiến của động từ have là have cộng tân ngữ cộng phân từ hai do đó chọn phương án C replaced number two NASA has had an autonomous spaceship the universe recently a to explore b explored c exploring d explore Động từ explore nghĩa là khám phá. Câu 2 hiểu là gần đây NASA đã đưa con tàu không người lái lên khám phá vũ trụ. Con tàu khám phá vũ trụ mang nghĩa chủ động. Nên chúng ta sử dụng công thức ở thể sai khiến chủ động dành cho động từ have là have cộng tân ngữ cộng động từ nguyên thể. Chúng ta chọn phương án đi explore. Number 3 We had the computer technician the new software for us. A to install B installing C installed D install. Động từ install có nghĩa là cài đặt. Câu ba hiểu là chúng tôi đã thuê một kỹ thuật viên máy tính cài đặt phần mềm mới cho chúng tôi. Như vậy, kỹ thuật viên máy tính cài đặt phần mềm mang nghĩa chủ động nên chúng ta sử dụng thể sai khiến ở câu chủ động dành cho động từ have chọn phương án đi install number four my mother always has the dishwashing machine the washing up after meals a do b doing c did d to do cụm từ do the washing up là rửa bát đĩa vậy câu bốn hiểu là mẹ tôi luôn sử dụng máy rửa bát để rửa bát đĩa sau các bữa ăn. Máy rửa bát, rửa bát đĩa cũng mang nghĩa chủ động, nên chúng ta chọn phương án A. Do. Number 5. The newspaper editor-in-chief had a newswoman about the latest domestic robots. A. To write. B. Writing. C. Wrote. D. Write tổng biên tập của tờ báo đã yêu cầu nữ nhà báo viết về những con robot làm việc nhà mới nhất nữ nhà báo viết về cái gì mang nghĩa chủ động nên chúng ta chọn phương án đi right number six the teacher had his students their laptops to serve the net for resources in his class a using b to use c use d used thầy giáo yêu cầu các học sinh sử dụng máy tính sách tay để lướt mạng tìm những thông tin trong lớp học. Các học sinh sử dụng máy tính sách tay cũng mang nghĩa chủ động, nên câu này chọn phương án C, use. Các em vừa làm xong bài số 1, sau đây xin mời các em ghi lại đáp án. Chúng ta chuyển sang bài 2. Rewrite the following sentences in the causative forms using the words provided in brackets. Viết lại các câu sau ở thể sai khiến sử dụng các từ ở trong ngoặc. Ví dụ: She persuaded John to help her tidy the room. Cô ấy thuyết phục John giúp cô ấy dọn phòng. Cô ấy là người thuyết phục nên chủ ngữ trong câu sai khiến là she. Động từ persuade mang nghĩa thuyết phục nên chúng ta ưu tiên cho động từ get và persuade cũng được để ở thì quá khứ nên câu này được viết lại như sau. She got John to tidy the room. Bài 2 có 6 câu. Trong bài tập này, các em lưu ý cần xác định chủ thể trong câu sai khiến và kiểm tra thì của câu để chúng ta chia cho phù hợp. Sau đây xin mời các em làm bài. <laughs> ta cùng chữa bài nhé. Number one, GPS helps sailors to navigate routes on the sea. Trong câu này, người sử dụng hệ thống định vị chính là các thủy thủ. Do đó, sailors sẽ là chủ ngữ ở trong câu sai khiến. Động từ help được chia ở thì hiện tại đơn. Và động từ navigate được để ở dưới dạng nguyên thể. Nên chúng ta có hai cách làm như sau. Cách 1. Sailors have GPS navigate routes on the sea. Cách 2. Sailors get GPS to navigate routes on the sea. Number 2. The AI expert will ask Mary to activate the newly made robot for him. Vị chuyên gia trí tuệ nhân tạo sẽ yêu cầu Mary kích hoạt con robot mới được sáng chế cho ông ta. Trong câu này, vị chuyên gia là người yêu cầu nên chủ ngữ trong câu sai khiến sẽ là the AI expert. Động từ được chia ở thì tương lai đơn will ask và chúng ta sử dụng động từ get có thể dùng cho cả thể sai khiến chủ động và bị động. Câu này có các cách sau. Cách 1: The AI expert will get Mary to activate the newly made robot. Cách 2: The AI expert will get the newly made activated by Mary. Trong câu này, các em nhìn thấy by Mary được để ở trong ngoặc đơn. Như vậy, đối với thể sai khiến bị động, chúng ta có thể để chủ thể của hành động ở trong ngoặc đơn. Có nghĩa là có thể dùng hoặc không. Điều này cũng diễn ra tương tự đối với những câu kế tiếp. Number three, in some hospitals, Doctors are using robots to deliver medication to COVID-19 patients. Ở một số bệnh viện, các bác sĩ sử dụng robot để chuyển thuốc men đến các bệnh nhân COVID-19. Trong câu, các bác sĩ là người sử dụng robot, nên chủ ngữ trong câu sai khiến sẽ là doctors. Động từ được chia ở thì hiện tại tiếp diễn và động từ trong ngoặc là have. Do đó, chúng ta có cách làm sau. In some hospitals, doctors are having robots deliver medication to COVID-19 patients. Và cách hai, in some hospitals, doctors are having medication delivered to COVID-19 patients. Number four, my friend is going to install a new program for me next week. Bạn của tôi sẽ cài đặt một chương trình mới cho tôi vào tuần tới. Ở đây, tôi là người nhờ bạn tôi làm Cho nên chủ ngữ trong câu sai khiến sẽ là ai. Động từ được chia ở thì tương lai gần với is going to Và động từ ở trong ngoặc installed được để ở dưới dạng phân từ hai Nên câu này chỉ có thể chuyển sang thể sai khiến bị động Chúng ta có cách làm xong I am going to have or get a new program installed next week Number five Passenger's body temperature should be measured at different phases of flight. Nhiệt độ cơ thể của các hành khách cần phải được đo ở các trạng bay khác nhau. Như vậy, ở đây, hành khách chính là người được đo về nhiệt độ cơ thể. Nên, chủ ngữ trong câu sai khiến sẽ là passengers. Động từ should chính là động từ khuyết thiếu. Và measured một lần nữa được để ở dưới dạng phân từ hai nên câu này sẽ biến trở thành thể sai khiến bị động. Chúng ta có cách làm sau. Passengers should have their body temperature measured at different phases of flights. Number 6. While Jane was on holiday, someone broke into her house. Trong khi Jane đang đi nghỉ, một kẻ nào đó đã đột nhập vào nhà của cô ấy. Như vậy, Jane là người có ngôi nhà bị đột nhập dẫn đến chủ ngữ của thể sai khiến chính là Jane. Động từ được để ở thì quá khứ, do đó câu này được chuyển như sau. While Jane was on holiday, she had her house broken into. Và các em cũng thấy rằng do câu này diễn tả về một sự không may mắn xảy ra với Jane nên chúng ta chỉ chia ở thể bị động. Các em vừa làm xong bài tập số 2, sau đây Mời các em ghi lại đáp án. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, Consolidation. Ở phần này, cô có hai bài tập nhỏ để kiểm tra mức độ hiểu bài của các em. Choose the correct answer to fill in each blank. Hãy chọn đáp án đúng để điền vào mỗi câu sau. Number one, the company directors asked the government to in the dispute. A. Intervene B. Interact C. Interrupt D. Interpose Động từ intervene Can thiệp Interact Tương tác Interrupt Ngắt lời Và interpose Đan sen Câu này có thể hiểu là Giám đốc các công ty yêu cầu chính phủ can thiệp vào vụ tranh chấp. Như vậy, Câu 1, chọn phương án A, intervene. Number 2, he has succeeded in the deceased robot. A, resurrection. B, resurrecting. C, resurrected. D, resurrect. Trong câu này các em thấy in là một giới từ và thông thường sau các giới từ là dạng ing của động từ. Cho nên trong câu 2 chúng ta chọn từ resurrecting, phương án B. Và câu này hiểu là ông ta đã thành công trong việc hồi phục con robot đã ngưng hoạt động. Number 3. I buy the supermarket once a week. A. Have my groceries delivered. B. Have my groceries delivered. C. Have delivered my groceries. D. Get my groceries to be delivered. Trong câu này có by là dấu hiệu của câu bị động Nên chúng ta sử dụng thể sai khiến bị động đối với động từ have Là phương án A Have my groceries delivered Những phương án còn lại đều sai về mặt công thức Number four, Professor Stephen Hawking said that efforts to create thinking machines would humans. A. Put at risk. B. Pose a threat to C bring tears to you. D make greater advances Giáo sư Stephen Hawking nói rằng những nỗ lực để tạo ra những cỗ máy biết suy nghĩ sẽ như thế nào đến với con người? Chúng ta xét các phương án. A put at risk. Cụm từ đầy đủ là put somebody at risk, đặt ai vào vòng nguy hiểm. Như vậy câu A bị thiếu, chúng ta loại. B pose a threat to somebody gây ra một mối đe dọa với ai đó. Phương án C, bring tears to, khiến ai đó khóc. D, make greater advances, đạt được những tiến bộ lớn. Như vậy, xét về nghĩa của câu 4, chúng ta phải chọn phương án B, pose a threat to. Bài tập tiếp theo, choose the letter to indicate the underlined part that needs correction. Hãy chọn phần được gạch chân có chứa lỗi sai, cần được sửa. Number five, before the invention of email and the internet, it took people at least one day to cross handwritten letters sent to the recipient's home. Cause nằm ở trong cấu trúc cause somebody to do something. Trong câu có động từ sent được để ở dưới dạng phân từ hai, cho nên chúng ta thấy ngay phương án C cause bị sai và sẽ sửa trở thành get hoặc have. Câu 5 có thể hiểu là Trước khi thư điện tử và mạng Internet được phát minh, con người phải mất ít nhất một ngày để chuyển những lá thư viết tay của họ đến với người nhận. Number 6. Many viewers like the Harry Potter movies which have lots of incredibly magic battles. Trong câu, có cụm từ magic battles là một cụm danh từ, do đó trước nó cần một tính từ để bổ nghĩa. Cho nên, câu 6 sai ở phương án C và chuyển thành tính từ là incredible. Các em thân mến, như vậy cô và các em vừa học xong một số phần rất quan trọng ở trong phần bài 7. Chúng ta đã trải qua phần listening, phần reading, trong phần vocabulary cô đã cùng với các em ôn tập lại một số các từ khóa trong phần bài 7 và trong phần grammar chúng ta đã ôn lại về thể sai khiến đối với cả câu chủ động và câu bị động. Để giúp các em hiểu nội dung bài hôm nay kỹ hơn, Cô đã cho các em một bài tập về nhà Sau đây mời các em ghi lại bài tập Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc Cảm ơn các em đã lắng nghe và chú ý học bài Các em nhớ làm bài đầy đủ nhé Thân ái chào các em Goodbye for now